nhảy nhảy đi, nhảy đi My, nhảy đi My. Đó My nhảy đẹp mà, đó cả nhà mình đây, thấy không? Thấy người cô gái Việt Nam nhảy dễ thương không? Đó, My nghe nhạc bên kia, My nhảy vậy đó. Đang máu hát. Em mới giảm nghe nhạc là cái tự nhiên em cái máu em nó lên em muốn nhún nhảy. Bây giờ kiếm bài nào hát cho vui vui chút để nhảy luôn đi. Nhảy luôn hả? À. Rồi nhảy luôn thôi. Có nha. Lắc lắc lư lư được rồi. Thôi thì em tặng cho nhà mình một ca khúc vui vui xíu ha. Bài này là bài chắc lựa dân ca đi. Dân ca gửi tặng đến cho gia đình của mình. Ca khúc hát rồi sẽ biết ha. Hát rồi sẽ biết à, mọi người sẽ biết bài này bài gì nữa ha. Thôi để em mở nhạc nha. Điện ca hả? Thôi à, cái bài có một cái bài này cũng hay lắm. Đó anh có nghe My hát rồi mà anh chưa quay My bài đó. Nó không phải dẫn một bài này. Nó cái kiểu nó chữ tình mà nó cũng vui vui. Mà giai điệu thì vui vui. Bài chút kỷ niệm buồn á. Hồi đó anh nghe My hát cái bài đó, anh thuộc bài đó không? Nhớ không? Lòng quan nghe nhớ không? Bài đó em nhớ. Vậy hát bài đó đi. Ok, ok. Rồi, anh thích bài đó thì sẽ hát tặng cho anh bài đó, không tặng cho mọi người ca khúc Chúc kiện niềm buồn. Rồi, mà cả nhà cùng thưởng thức ha. Mời cả nhà nghe nha. Để em ấp
Cái này bên kênh anh mua á. Ừ, cái này là loa TK T18 nè, TK T18. Cái này anh mua 4,5 triệu đó em. Dạ. À, 150W mà đánh dữ vậy đó. Đây là dòng loa nén nha. À, cái loa này đặc biệt đó thì có ca sĩ Trường Vũ, Tuấn Vũ nè, rồi nhiều lắm. Nói chung là nhiều ca sĩ hải ngoại mua lắm rồi đó. Em thích thì em chụp lại nè, chụp lại số điện thoại này nè. 0906 8. Dạ rồi, để em cái em lưu cái số nó lại. Ừ, lưu lại đi, loa TK nha, đúng hiệu TK nha. TK là như thế này nè. TK T18. Cái này là bạn này Triệu Diễm My có xem My hát trên mạng chưa? Có. Triệu Diễm My single. Thôi Diễm My biết luôn hả? Biết luôn hả? Ủa có kết bạn hả? Trời ơi. Vậy nãy giờ có cầm máy quay lại không? Bây giờ có cầm điện thoại quay lại không? Không. À không dám quay hả? Đó em lưu lại cái số đó đi. Có mua cái điện thoại số đó 4,5 triệu á, người ta bảo hành 1 năm á. Rất là hay nha anh. Nghe đã lắm. Nói chung là kênh anh lúc này đi quay là toàn quay cái lo này không á. Yeah. Rồi thôi chị Diễm My trước tiên là chào fan nè, fan hâm mộ nè. Chào anh nha, cảm ơn anh. Chào em nha. Bye bye đi, bye bye khán giả nè.